dễ như uống trà mà súng ký vèo vèo là tại em có laser các bạn nha, để tóc chanh. Và đến giờ là Ngân uống sản phẩm để duy trì vóc dáng thon gọn rồi. Một hộp để tóc chanh như thế này là nó có 15 gói. Khi mà mình sử dụng một liệu trình 15 gói như thế này, các bạn sẽ giảm từ 3 đến 5 kg. Thì rất từ lưng này. Đây mọi người. Mình sẽ cắt ra và mình sẽ lấy một ly nước ấm mình hòa tan nha. Đây. Các bạn nhớ là mình sẽ sử dụng ly nước ấm chứ các bạn đừng pha với nước lạnh nha, vì khi nước ấm vô cơ thể mình sẽ hấp thụ tốt hơn. Một ly như thế này. Ngân hướng dẫn cho các bạn cách để mà uống sản phẩm từ tóc chanh hiệu quả. Thì những bạn nào mà đã sử dụng qua rất là nhiều dòng giảm cân trên thị trường và các bạn không về được cái số ký như các bạn mong muốn, các bạn bị lờ những dòng giảm cân thị trường, thì các bạn lựa chọn để tóc chanh and collagen. Đây là sản phẩm giúp hỗ trợ đào thải độc tố cũng như là mỡ thừa trong cơ thể của mình. Chỉ trong vòng 3 đến 5 ngày thôi là các bạn đã thấy cơ thể của bạn săn và gọn lại rồi. Một liệu trình như thế này là 15 ngày. 15 ngày thì các bạn sẽ giảm từ 3 đến 5 kg. Và đây là sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược và thiên nhiên, được Bộ Y tế tại Việt Nam cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Khi các bạn mua hàng, các bạn check tem công an ở bên ngoài. Đây là tem chống hàng giả từ Bộ Công an cấp cho công ty Encollagen. Vì thế khi các bạn sử dụng một dòng sản phẩm thực phẩm chức năng mà có được Bộ Công an và Bộ Y tế cấp phép như thế này, thì mình yên tâm về cái chất lượng cũng như là sức khỏe của mình. Và các bạn nhìn một bên trong nó có 15 gói các bạn nha. Một ngày thì các bạn sẽ sử dụng 1 đến 2 gói tùy theo nhu cầu mình muốn ốm bao nhiêu, ốm bao lâu, mình muốn cái hiệu quả của mình trong thời gian bao nhiêu ngày. Nếu mà các bạn 15 ngày các bạn uống 1 ngày 1 gói thì các bạn sẽ giảm từ 3 đến 5 kg. Còn nếu một ngày các bạn uống 2 gói thì trong vòng 15 ngày các bạn có thể giảm là cao hơn từ 3 đến 5 kg. Và nó sẽ không làm cho mình là mệt, không khó chịu, không có cảm giác là lăn lăn và chóng mặt. Nói chung là dòng giảm cân này mình uống rất là ok nha mọi người. Nó không có cảm giác là khó chịu, buồn nôn, chóng mặt. Vô cơ thể của mình thấy nó bình thường, không có cảm giác gì cả. Ngân là sức khỏe rất là yếu luôn á, mà Ngân uống cái dòng này là Ngân thấy ok. Không có dạng như là uống vô cơ thể mình tim đập nhanh rồi nó bồi hồi, nó mệt. Không có như vậy nha. Và khi mình uống sản phẩm, mình uống trên 2 lít nước ấm một ngày để hỗ trợ đào thải. 2 lít nước ấm một ngày nha. Trên 2 lít nước ấm và các bạn ăn thật nhiều rau xanh. Và mình không cần ăn kiêng. Khi các bạn uống dòng giảm cân nhà Encollagen thì các bạn không cần ăn kiêng. Các bạn cứ ăn thỏa thích. Nhưng mình hạn chế ăn tinh bột vào lúc 8 giờ tối đổ xuống nha. Còn ban ngày các bạn ăn thả ra. Thì combo đi chung với nhau là cam. Các bạn hỏi Ngân là các bạn đang uống chanh, các bạn thấy hiệu quả và các bạn thấy cam, các bạn muốn uống nữa được hay không? Được nha, nếu mà bạn là có kinh tế thì các bạn sáng uống chanh, trưa các bạn uống cam. Cam này thì nó hỗ trợ đào thải mỡ ngay vùng bụng, còn chanh này thì toàn thân, nên mình kết hợp.